chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vòng tay nhân ái, nhịp cầu kết nối yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chuyên mục hôm nay, cùng với một số thông tin về hoạt động thiện nguyện và danh sách của các nhà hảo tâm giúp đỡ những người nghèo trong những ngày vừa qua, những khó khăn của hai anh em côi cút Mai Văn Tiến và Mai Văn Tài ở tổ dân phố Yên Thế, phường 10, thành phố Đà Lạt là hoàn cảnh rất cần sự chia sẻ của quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, cảnh cút côi của hai em Tiến Tài ở tổ dân phố Yên Thế, phường 10, thành phố Đà Lạt. Sau sự ra đi của mẹ vì bệnh ung thư, em Mai Văn Tiến, một cậu bé khiếm thính, đang vô cùng hoang mang để lo liệu cho cuộc sống của hai anh em trước những ngã rẽ cuộc đời. Những nén hương thắp cho mẹ của hai chú bé mồ côi Mai Văn Tiến và Mai Văn Tài chất chứa bao nỗi buồn thương và chông chênh. Nỗi chông chênh của hai em nhỏ đã cùng mẹ cực khổ hơn 2 năm trời chống chọi với căn bệnh ung thư. Nỗi chông chênh của hai đứa nhỏ mất mẹ. Chúng tôi đến thăm hai em vào những ngày cuối tháng 5. Hai anh em cút côi trong căn nhà của một người tốt bụng cho ba mẹ con khốn khổ ở nhờ suốt bao năm qua. Bị khiếm thính từ nhỏ, sau khi bố bỏ ba mẹ con đi, khi phát hiện mẹ ung thư cũng là lúc cậu bé tật nguyền Mai Văn Tiến đi kiếm việc làm để đỡ đần mẹ trong cơn bạo bệnh và cũng là để mưu sinh cho hai anh em qua ngày. Vậy thôi chưa thể đủ cho cảnh cùng kiệt của ba mẹ con, nhất là với căn bệnh quái ác ấy. Cuộc sống của ba mẹ con em suốt 2 năm qua không chỉ trông vào sức lao động của cậu bé khuyết tật, mà còn đó rất nhiều yêu thương san sẻ từ cộng đồng. Và trong mỗi câu chuyện đầy tình người ấy lại có biết bao sự cảm thương, sự chia sẻ cảm động từ chính mẹ các em, người đang giành giật giữa sự sống và cái chết. Anh là đại diện cho một người giấu tên. Vị này là một vị ân nhân, không phải gia đình em này, và có một số trường hợp mà bị bệnh khác nữa. Nhưng có một điều hay mà anh nói lên đây, khi mẹ hai cháu còn sống á, mẹ cháu rất biết san sẻ. Khi đưa món quà này về rồi thì mẹ cháu nói em đã có, đã còn, cho nên là muốn chia sẻ lại. Và đã, anh đã từng một lần vài lần nhận lại cả tiền và cả quà san sẻ những gia đình khác trong khu vực này. Những ngày cuối, bệnh của mẹ trở nặng cũng là lúc Tiến phải nghỉ làm để lo cho mẹ. Cũng từ ấy, cậu bé 16 tuổi đã phải nghỉ việc. Với sự khiếm khuyết của mình, tìm một công việc với Tiến không hề dễ dàng. Và nghĩ về những ngày sắp tới, với các em cũng là điều gì đó thật mơ hồ, đầy chênh vênh. Em cũng rất lo lắng và cũng sợ tương lai của hai anh em, tụi con nó không có hoàn chỉnh. Và cũng không biết được con đường tương lai của tụi em như thế nào. Hai đứa trẻ không còn dạy, nhưng cũng chưa đủ khôn lớn để lo liệu cho đời mình. Những ngã rẽ, những quyết định hoang mang, những kiếm tìm một điểm tựa nơi những người thân còn lại, những mong ước được ở bên nhau của hai cậu bé. Sự thực nào cũng khiến những lòng người thêm chua xót. Khi mà bao lâu nay, ba mẹ con vẫn tha nhau đi khắp nơi để vật lộn mưu sinh, để chống chọi với số phận. Hai em đang sống rất là bơ vơ, mà bà con thì ở rất xa, ở tại Á Lưới, Huế lận. Cho nên là chúng tôi cũng muốn là kêu gọi các nhà tài trợ, các mạnh thường quân hiện giờ để giúp đỡ cho hai cái hoàn cảnh của em này. Phía các hội chúng tôi thì chỉ giúp được mà rất ít, chỉ hàng tháng thì được 500 ngàn. Với là 10 cái gạo. Những cuốn vở được sắp xếp ngay ngắn lại, cũng như khát khao đời em được có một chốn neo đậu bình yên. Những đứa trẻ đã chịu lắm nỗi cơ cực, xót xa. Thưa quý
Quý vị và các bạn tiếp tục triển khai chương trình đem ánh sáng cho bệnh nhân nghèo và người cao tuổi trong 2 ngày 1 và 2 tháng 6 2019. Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh và đoàn bác sĩ nhân ái khoa mắt kỹ thuật cao bệnh viện Nguyễn Trãi thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khám sàng lọc, phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo và cắt mộng thịt miễn phí cho bệnh nhân nghèo và người cao tuổi trên địa bàn huyện Di Linh và huyện Cát Tiên. Trong 2 ngày 1 và 2 tháng 6, chương trình đã hỗ trợ cho 675 bệnh nhân nghèo, người cao tuổi ở hai huyện Di Linh và Cát Tiên được khám sàng lọc bệnh, mổ mắt, cấp thuốc miễn phí, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe, bảo vệ mắt, giữ gìn thị giác. Đối tượng được khám và phẫu thuật mắt miễn phí là bệnh nhân bị mộng thịt trong mắt hoặc bệnh nhân người cao tuổi có các triệu chứng của bệnh đục thủy tinh thể như mắt nhìn thấy mờ, thị lực suy giảm, quáng ngà, ra nắng nhìn mờ hơn nơi sầm mát, nhìn một vật thành hai hoặc phải thường xuyên thay đổi kính đeo mắt. Hầu hết các ca bệnh được mổ đều trong tình trạng bị cườm khô, cườm nước, mộng thịt, quặm mi. Đây cũng là một trong những căn bệnh gây mù loà hàng đầu ở người lớn tuổi. Điều trị loại bệnh này không quá khó khăn, nhưng do người bệnh không đủ điều kiện mổ mắt nên phải sống trong mù loà. Qua 2 ngày khám sàng lọc, chương trình đã phẫu thuật đục thủy tinh thể cho 182 bệnh nhân và phẫu thuật cắt mộng thịt cho 136 bệnh nhân trên địa bàn hai huyện Di Linh và Cát Tiên. Tính đến hết tháng 5 năm 2019, thông qua Ngày Toàn dân Hiến máu tình nguyện 7 tháng 4, Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu 16 tháng 4, lễ hội Xuân Hồng, chiến dịch những giọt máu hồng hè, điểm hiến máu cố định, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã vận động hơn 10.000 người hiến máu tình nguyện, thu nhận được 7.000 đơn vị máu. Tinh thần hiến máu tình nguyện đang lan tỏa trong cộng đồng, ngày càng có nhiều đoàn viên thanh niên, cán bộ, hội viên, người dân hiểu đúng, có nhận thức đầy đủ và sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện. Tuy nhiên, lượng máu hiến vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị của người bệnh. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện đăng ký và sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện, xây dựng lực lượng tham gia hiến máu dự bị, ngân hàng máu sống, các câu lạc bộ hiến máu để đáp ứng kịp thời nhu cầu cần máu cho cấp cứu, điều trị khi xảy ra thiên tai thảm họa. Năm 2019, Lâm Đồng phấn đấu đạt 15.000 đơn vị máu nhằm phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh của ngành y tế. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày qua, chương trình Vòng tay nhân ái và hộp thư bạn nghe đài tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm giúp đỡ các gia đình bệnh nhân nghèo và hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh. Sau đây là danh sách của các tấm lòng thiện nguyện đã ủng hộ cho chương trình Vòng tay nhân ái từ ngày 23 tháng 5 đến 3 tháng 6 2019. Gia đình hai cháu Phúc An Bảo An 11B Hoàng Diệu, phường 5 Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình hai cháu Lục Bạch Duệ và Lục Bạch Hào ở Bắc Kinh ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình anh Sửu 77/40 Phan Bội Châu, thành phố Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình Sero Kim Quyên ở Italy ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình cháu Kim Ngân ở Mỹ ủng hộ 100.000 đồng. Hai cháu Harry Louis ở Mỹ ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình cháu Minh Nhật ở Mỹ ủng hộ 100.000 đồng. Chị Đức Hiệp Đất Làng Xuân Trường Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Bác Đào Thị Thống 46 Phan Bội Châu Đà Lạt ủng hộ 2 triệu đồng. Chị gái Hàng Cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Thanh Hàng Cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Thủy bán chả cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Vân Hàng Cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Bé Tài Hàng Sau chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Hai cháu Nguyễn Đình Gia Quân và Nguyễn Phúc Bảo Trân 380 Nguyễn Tử Lực phường 8 Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Hai cháu Hồ Vũ Bảo Nghi và Hồ Vũ Khôi Nguyên, 51/5 Phan Đình Phùng Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc, Hàng Sau chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Kim Anh bán cà phê chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Hai cháu Ngân Liên Quang Sang và bé Ngân Giang Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Cháu Trần Bảo Quyền, 51/5 Phan Đình Phùng Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Cháu Trần Nhật Khánh Nhi, 51/5 Phan Đình Phùng Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Ánh Hàng Cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Trương Thị Tuyến nhà nghỉ Bảo Khang số 79 Bùi Thị Xuân Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng.
Chị Võ Thị Mộng Thúy, 21/19 Trần Phú, phường 3 Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Chị Niệm Khuê, 52 Đào Duy Từ, phường 4 Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Bà Ngoài, phường 9 Đà Lạt ủng hộ 300.000 đồng. Phật tử Tịnh Độ, chùa Linh Sơn, phường 2 Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Chị Dương Thị Hồng Tâm, 14 Cổ La, phường 2 Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình bác Võ Hưng, 51 Phạm Hồng Thái, phường 10 Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Dì Tôn Nữ Thị Trần, 43 Nguyễn Văn Trỗi, phường 2 Đà Lạt, ủng hộ 200.000 đồng. Bác Cao Niên, số 9 Hoàng Diệu, phường 5 Đà Lạt, ủng hộ Bà Lệ, Trạm Hành Đà Lạt và ông Quyên ở Đam Sông, 1 triệu đồng. Anh chị Phong Mai, 18/3 Hoàng Diệu, phường 5 Đà Lạt, ủng hộ 400.000 đồng. Phật tử Chùa Từ Thuyền, phường 2 Đà Lạt, ủng hộ 1 triệu đồng. Gia đình anh Toàn, 20A Phù Đổng Thiên Phương, phường 8 Đà Lạt, ủng hộ 300.000 đồng. Thông tin về những đóng góp thiện nguyện đã khép lại chuyên mục Vòng Tay Nhân Ái hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.